Xin chào anh em. Hôm nay mình dắt anh em đi rửa xe để coi coi cái quy trình rửa xe bên Mỹ nó như thế nào nha. Ok, đi thôi anh em. Cái chỗ mà mình đang dắt anh em đó là một cái chỗ rửa xe tự động. Ở Mỹ thì nó có hai kiểu rửa xe, một là anh em sẽ vô một cái chỗ mà nó có máy móc, nó có dây chuyền tự động hết, chiếc xe của anh em chỉ cần đi vô cái hầm thôi là nó sẽ tự động được làm sạch. Cái thứ hai là anh em sẽ đi vào một cái nơi cũng là một cái kiểu một cái tòa nhà, xong rồi họ sẽ có những cái giò nước, những cái khu vực riêng để cho anh em rửa xe, có nghĩa là họ cung cấp công cụ cho anh em rửa xe, còn anh em sẽ là người tự rửa. Thật ra thì nếu mà anh em có nhà riêng, có sân rộng thì anh em có hoàn toàn có thể tự rửa, nhưng mà ở đây thì điều kiện không có cho phép, cho nên là mình phải đem xe ra ngoài rửa. Ban đầu là mình muốn rửa cái chỗ mà nó cho mình đồ để mình tự rửa, tại vì mình muốn chăm sóc chiếc xe của mình, nhưng mà tính đi tính lại thì thấy là nó cũng không có rẻ hơn bao nhiêu, tại vì hình như là 4 đô 6 phút. Mình có một người quen thì rửa xong cũng là nhảy lên 10 15 đồng một lần rửa, mà anh em phải bỏ sức ra tự rửa. Còn cái chỗ này thì một tháng mình đang đóng cho nó khoảng 40 đô, nhưng mà chúng ta sẽ được rửa unlimited luôn, không có giới hạn thời gian, anh em không có giới hạn số lần. Anh em rửa xong ha, anh em thấy xe anh em còn chưa sạch, anh em hoàn toàn có thể chạy ra rửa lại. Mà nó rất là nhanh, 10 phút từ lúc mà nó đặt cái bánh xe vô trong cái dây chuyền cho tới lúc mà nó đi khỏi ra cái dây chuyền thì nó tốn đâu đó khoảng 50 phút thôi. Chỉ có điều mà là cái chỗ mà mình đang rửa thì nó rất là nổi tiếng, nó có đâu đó vài trăm cái chi nhánh ở trong nước Mỹ này, và nó được niêm yết trên sàn chứng khoán luôn, cho nên nó rất là nổi tiếng và rất là nhiều người tới. Thì nhiều khi anh em tới vào những cái giờ cao điểm thì nó sẽ bị đông. Đây là mình đang đứng chờ người ta tới, họ sẽ cung cấp cho mình một cái tem ở trên cái windshield, mình dán trên cái windshield này nè, cái barcode đó thì người ta quét, người ta sẽ biết được là ở xe của mình mua gói nào hay sao đó, và nó sẽ nhớ luôn những cái mà mình muốn. Ví dụ như là cái xe của mình đó thì mình không muốn nó sử dụng cái tính năng là đánh bóng cái vành xe, tại vì cái xe của mình màu trắng, nhiều khi nó đánh bóng á, cái chổi của nó lại lao dính vô cái phần thân xe thì nó lại làm cho cái xe màu trắng mình nó bị dính cái dầu bóng đó, nó màu đen thì nó làm cho cái xe mình nó bị dơ. Đây là đang xếp hàng vào nè. Ở chỗ này thì nó nhỏ, nó cũng là cái hệ thống nó luôn, nhưng mà nó nhỏ cho nên là nó chỉ có hai like thôi, like cho thành viên và like cho người vô mua rửa lẻ. Rửa lẻ thì cũng mắc á, hình như cũng 8-10 đồng gì đó, còn thành viên thì 40 đồng một tháng. Thì trung bình thì cứ một tháng mình sẽ rửa khoảng 4 lần, nếu mà mình không đi đâu nhiều, cứ 1 tuần mình đem xe ra mình cho nó đi 1 lần, cho xe nó bóng nó sạch. Tại vì nó có cái bước cuối cùng của rửa, nó có phủ là một cái lớp lớp gì đó nó bóng bóng với xe, nhìn nó cũng hay hay. Còn nếu mà xe dơ hơn thì mình đi rửa nhiều hơn. Hồi xưa mình nhớ Việt Nam nó cũng có cái mô hình rửa xe tự động như thế này nè, nhưng mà mình thấy nó không thành công cho lắm. Thứ nhất là ở Việt Nam đường xá nó dơ thì chiếc xe trước nó bị dính bùn đất đi thì nó bám vô cái khăn thì nó lại đánh lên chiếc xe đằng sau. Có nhiều chiếc xe vô rửa xong trầy hết trơn. Nhưng thứ hai là tại vì xe là một tài sản lớn thì họ rất là quan tâm và họ sẽ muốn những gì tốt nhất dành cho chiếc xe, cho nên là họ không thích để cho cái máy rửa. Tại vì nhiều khi cái máy nó thiết kế chung đại trà cho nhiều cái size xe khác nhau thì nó lại không phù hợp với cái size xe đó. Nhiều khi rửa nó thiếu chỗ này hay là nó đánh mạnh quá chỗ kia thì người ta không thích. Cho nên là ở Việt Nam thì cái mô hình đó mình nghĩ là nó từng không thành công và nó sẽ vẫn không thành công đâu. Thời tiết, khí hậu, mưa gió này nọ nữa, đường xá, bùn đất này nọ nữa thì nó không ổn. Còn ở đây thì đường rất là sạch. Ví dụ như là cái đồ kê chân của mình, thậm chí mình cũng không có dùng cao su luôn, mình dùng cái vải nỉ luôn, mà mình xài mấy tháng trời rồi mình cũng không thấy nó dơ gì, lâu lâu lấy ra hút bụi thôi. Thì nhìn chung là nó sẽ sạch khô quá, nó chỉ là bụi thôi, lên thì người ta phủ một lớp nước ra là bụi trôi hết rồi. Mình bắt đầu vô cái line dẫn vào trong bên trong rồi nè. Đó, mình sẽ đi vào bên trong đó đó. Anh em có thấy sẽ có một cái người ha, là có thấy cái người trong đó không? Sẽ có cái người đang đứng kìa, họ sẽ điều khiển, họ sẽ hướng dẫn cho anh em biết là chạy như thế nào, thì cái bánh xe nó đặt vô đường ray, và ngoài ra thì nó có một cái gương lớn ở bên trên chỉa xuống cái bánh xe để cho anh em thấy được điều đó. Anh em có thể tự canh cũng được. À, có người điều khiển ha. Sau đó thì anh em sẽ cài về số N và nhả thắng ra.
em coi nha. Cái này, cái màu đỏ này là hồi xưa nó là của cái màu của cái chỗ cũ, trước khi mà nó bị thằng này mua lại. Còn bây giờ mấy cái chỗ khác của thằng Mister đều chuyển qua màu xanh hết rồi. Cái chỗ này nó chưa chuyển thành màu xanh thôi, nó chưa tân trang lại thôi. Đây, phun xà bông. Mình đi buổi sáng thì anh em không có thấy được cái đèn. Bình thường là nó có cái đèn chớp tắt, nhìn chạy giống như là đi vô khu vui chơi trẻ con vậy, vui lắm. Bây giờ lao bên hông xe ha. Cái chỗ này nhiều khi nó đánh mạnh quá, đánh gặp cái gương của mình vô bên trong luôn anh em. I will chill. Khúc này là nó xịt nước ở phần thân dưới, bên dưới của chiếc xe gầm xe, hay là hai bên hông xe. Nè, đen nè. Đây là phần nước bóng. Nước bóng xe. Anh em rửa xe mấy cái máy móc như thế này nhớ bật lấy gió trong nha. Để lấy gió ngoài nó hút cái hơi ẩm vô, nó làm ướt cái filter. Rồi bắt đầu thổi. Nó còn có một cái đánh bóng lốp xe nữa, nhưng mà mình như mình đã nói thì mình không có xài cái tính năng này, cho nên là nó tắt đi đó. Rồi đằng trước có một cái trụ. Cái trụ đó nó sẽ hiện chữ go là anh em sẽ đi được rồi đó, là coi như là quy trình của anh em xong rồi đó. Vẫn là relax nè. Chuyển qua go cái là đi. Đó. Bây giờ mình chạy vô mình đi lại từ đầu được luôn á anh em. Rửa lại từ đầu được luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây. Kiếm một cái ô đậu vào. Đây, chỗ này có chỗ nè. Ok. Đây, quay gần cho anh em coi. Rất nhiều slot. Mỗi một cái nó sẽ có một cái. Đây là cái đồ hút bụi. Ồn quá, không biết anh em nghe được không? Rút ra. Đó, cái này đồ hút bụi nè. Nó cầu dày ra tới cũng được một nửa thân xe để cho mấy chiếc xe dài kéo ra được đầu xe. Đây, đây là e thổi, thổi cho khô nước. Xe mình thì nó hay bị đọng nước ở mấy cái door seal này nè. Thổi ra. Tại vì nó đọng chỗ này nó bụi đóng vô dơ lắm. Chỉ là mình hút chỗ mình thôi, tại vì mình ít chở ai cho nên là ba chỗ còn lại nó sạch lắm. Với lại xe mình rửa cũng thường xuyên á, cho nên là mỗi lần làm cái này nó cũng tiện, nhanh, gọn lẹ. Bước cuối cùng là mình có một cái khăn. Sẽ lấy cái khăn đó để mình lau cái chiếc xe của mình, lau sơ cái chiếc xe của mình. Lau mấy cái phần kính hậu với lại windshield thôi anh em. Mấy cái khác thì không cần thiết lắm, tại vì ở đây nó bị bám mấy cái nước mà nó bám vô đây á, bụi nó đóng lên, coi gương bực mình lắm, cọc lắm.
bên kia nữa. Qua bên kia nữa là xong rồi đó, được rồi đó. Mình rửa xe thường xuyên thì sẽ có một cái lợi ích là xe lúc nào nó cũng trong trạng thái gần như là rất là sạch. Mỗi lần dọn thì dọn rất là thoải mái, không có căng thẳng. Còn lâu lâu mấy chiếc xe mà lâu lâu mới dọn một lần hả, mỗi lần dọn nó khung luôn. Ok, hai anh em tiện ha, rửa xe Mỹ tiện quá ha. Chỉ có điều nó sẽ không có sạch nhiều. Ví dụ như là mấy cái khu vực này nè, mấy cái chỗ này nè, bên trong nè, nó không có sạch bằng người ta rửa cho mình. Mâm xe này nọ nhiều khi nó cũng không sạch lắm đâu. Nè, mấy cái chỗ này nè, không sạch lắm đâu. Ok, tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Mình sẽ dẫn anh em trải nghiệm những cái khác vui vẻ hơn.